có trà đi xô em vào trong coi đi hai đứa. Mà không xem được mất tin. Cái này gần đây em. Lấy gì anh đấy cho. Check in cho cô một cái. Kiếm gì em nhờ. Kiểu như lấy một đứa thẳng cho em. Đây đơn là chợ đơn. Lấy trà không? Cô về đi. Nó bị tối. Tại vì cô thấy cô cười hơi hít mắt. Không cười thế, cười thế là tự nhiên xinh hơn là cô cười ngượng. Thôi rồi anh lấy cho em một cân này. Hai hộp này. Cả một cân này. Nhưng mà nhìn em quen rồi, thiếu anh có bạn bè Facebook đấy. Thế ạ. Rất là quen. Vì cái này ạ. Ở đây đấy mà. Cái này bên này em bán rẻ hơn 100 nghìn. Em Facebook em là Thuận Lợi. Nhưng mà nó hay lắm. Anh là Tuấn nhỉ? Không, anh là Thành Đạt. Thành Đạt ạ. Anh ở Lục Lam. Lục Lam mình với em. Anh ấy thế nào? Em lái các anh về em gửi người đó taxi. Ông ta ông ngồi uống sữa ngoài này này. Ông đang ngồi uống sữa rồi á? Cũng lâu rồi. Em bắt Grab cho về. Anh đi về. Thế anh đi về đi, tí nữa này. Vậy cầm xe về đi. Tí nữa em với anh ấy về. Tí nữa bắt xe mà anh về. À mà có tẹt xe không? Thôi em cầm xe về đi. Chỉ dám mua ít thôi, không dám mua nhiều, sợ béo lắm. Này, thế anh lợn có sai không? Ui giời lợn. Thế thì thôi rồi này anh ơi. Anh, không xe về đi. Không tí nữa em không quen đường, xong rồi lại cứ lơ ngơ đấy. Hai hôm nay mới xài à? Lục Lam mình à? Năm chục cái này. Thế thì đợi em mua xong rồi em khách ra em quăng cây. Tiền gì thằng kia mà? Vâng, tiền vàng, có 10 ạ. Có 10 ngàn không? Dạ không ạ. 10 ngàn đây. Còn 10 ngàn đi. Vừa nãy có tiền lẻ giá hết tiền chuột chó rồi. Vừa chụp hai con chó ngoài một mình nữa đúng không? Vâng ạ, vừa nãy chụp 4 con, chụp 2 con không đẹp. Quay lại chụp 2 con nữa. Đi người em được 400. Đi về ngủ đi. Của em là ơi. Nào, 100 này. Ok, có thích nghe quà này không? Hằng ơi. Em lấy thêm một hộp thì 30. Thôi, Hằng. Hằng ơi. Cháu cô đang hỏi. Thôi. Có nhiêu quà này hơi xinh gái đấy. Không. Lấy số. Nhìn mỗi khi cô Giang lấy số mình cười. Thơm tại vì đang ở là vừa nãy cô Giang đang suy nghĩ để tính tiền ôm ấp. Cô Nguyên Diệt không? Mình ngồi trà quà. Ê quà chị đây chị ơi. Không ngủ được luôn. Đây 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 đây. Cô ơi à. Ơi. Giả tiền thiếu kìa. Con trả đủ rồi, con thiếu trả rồi mà đây. Ôm ăn thiếu kìa. Đi. Em cảm ơn nhé. Chào nhá. Bye bye. Bye. Dạ ạ. Chim ra uống sữa đậu uống nóng lạnh. Ôi, người ta lên trước kia làm gì nhỉ? Anh nhìn vào đây ngồi đi. Anh nhìn vào lại đi đâu đây? Bà anh đi đâu? Bà anh đi đâu? Nhà mình đâu rồi, xe nhà mình đâu? Bây giờ em bảo là đi hát. Bốc xôi. Đâu còn đâu mới nói. Đâu còn đâu mới nói. Anh cầm đi. Sữa đậu lành nóng. Tiền, tiền là cái gì vậy? Nghe là
Đưa cho đàn anh cho một cái thôi, bây giờ thôi thế này nhá. Ôi giời ơi. Thằng này như là em trai của em. Bây giờ thế này nhá, bây giờ các anh chị về bên khách sạn nghỉ đi. Rồi, bây giờ còn đi chơi thôi. Chứ gọi anh của em về làm cái gì vừa. Vừa đơn giả quần đang kêu cái vé số mình nghỉ nó hơi khó. Mới được. Thằng này mới là tuyệt vời này. Anh về không? Đi, về không? Sơn này, về em cho chị. Khách luôn cả lại về cho chị. Đi. Xe đâu? Cái gì thì đằng kia kìa. Sách ù một cái áo. Ăn cơ mà. Sáng mai vào chợ ăn. Ở chợ hả em? Đi đi, mình đi ngại chợ. Ôi, anh ấy trực tiếp ra này. Anh Thành Nạt ở Lục Lam, Mai Siêu. Anh ơi, làm nhà hàng cái gì? Đâu? 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 Trong đấy. Đâu? Đi luôn. Đợi đợi có xíu, ông Vượng Mông Định. Đâu? Vào đây vàng mua của anh đây rồi. Mua cái gì? Mua em mua đây rồi. Đẹp trai, cũng trẻo. Thật đấy. Ừ. Lục Lam. Đu. Đây, 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 đ